Chào mừng các bạn quay lại với chương trình video thứ hai của Duy Nguyễn về xe mẹt và những kinh nghiệm sống, những cái kiến thức cuộc đời mà người có tiền mới có. Không, cái này nó tập anh không được gì, nó không được, nó thẳng các bạn. Bây giờ anh mới phát hiện ra được cái xe, vỏ xe qua là Goodyear luôn á. Chứ con trước là Michelin. Đó, vợ chơi Goodyear, hôm nào tốt hơn nào ta. Rồi, hôm nay là Duy Nguyễn sẽ làm một cái video về những cái loại giấy tờ xe ra đường các bạn bắt buộc phải có, và ưu thế lợi thế của những loại giấy tờ đó là gì. Yes. Nha các bạn. Rồi xin mời các bạn xem giấy tờ của tôi. Tôi không bao giờ cho bạn coi giấy tờ của người ta hết á. Cái tờ giấy quyền lực của Duy đây. Nhưng mà trước khi mà nói cái vấn đề này thì Duy cũng rất là bực mình bạn. Nó rất là bực mình khi mà chạy xe ngoài đường mà phải mang qua ra quá nhiều giấy tờ. Cái điều đó là nó cảm thấy rất là ê, còn cái bằng lái nữa. Thôi cái bằng lái đương nhiên là có rồi nha các bạn. Tức là cái bằng lái nó không đi theo xe, mà bằng lái là bằng lái của mình. Còn cái này là giấy tờ đi theo xe. Ok. Cái bằng lái chắc chắn là phải có, bằng lái xấu quắc rồi, không có gì phải xấu hết á. Cái bằng lái nó dàn khè mà nó nhỏ nhỏ vậy nè. Bằng lái quốc tế nó mà thì nó bằng lái quốc tế là màu xanh. Nói chung là anh đi Mỹ mà cái chuyện mà lái quốc tế là phải đổi, những đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ý đó là cái video này không phải là trọng tâm là cái bằng lái, mà trọng tâm là những cái loại giấy tờ theo xe mà chúng ta phải có. Mà khi mà các bạn coi video này, những loại giấy tờ theo xe này bạn thấy cũng khổ lắm bạn. Quá nhiều giấy tờ. Bằng thiếu một món thì bằng mệt á. Khổ lắm. Bởi vì Duy Nguyễn không biết là chừng nào Việt Nam mình mới chuyển đổi công nghệ số. Đúng không? Chuyển đổi công nghệ số là giờ một giấy thôi, đó là cái driver license. Cái driver license là cái bằng lái xe. Khi mà tôi chạy xe ngoài đường, tôi gặp bất kỳ vấn đề gì, tôi chỉ cần đưa cái driver license cho công an thôi. Công an lấy dùng mã QR quét quét hay là bấm tích hay lót lướt gì, chụp máy tính gì đó, thì sẽ ra thông tin profile của Duy Nguyễn. Tức là thông tin profile, à Duy Nguyễn sở hữu bao nhiêu cái xe. Wow. À, sở hữu bao nhiêu cái xe chứ phải một cái nha. Sở hữu bao nhiêu cái xe, rồi cái xe này nó mua bao nhiêu là bảo hiểm, rồi cái xe này nó hết hạn đăng kiểm hay chưa. Đó, công nghệ nó phải là như vậy. À, thì Duy Nguyễn chờ một cái ngày đó không biết chừng nào. Còn tất nhiên hiện tại bây giờ á, thì khi mà Duy Nguyễn đi xe ngoài đường á, thì vẫn cầm đóng giấy tờ để bỏ trong cái hộp thôi. À, bỏ trong cái hộp nhiều khi xui nó hết hạn cũng không hay đó nha các bạn. Mà hết hạn thường xuyên nhất là gì? Bảo hiểm với cái đăng kiểm. Cái đăng kiểm là gì bạn? Cái đăng kiểm là cái đăng kiểm đường bộ đó, bạn nhìn trên đầu xe nè. Nó có hai cái tờ bùa đó, đó là cái đăng kiểm. Đây. Biên lai thu phí đường bộ, báo giá luôn. Chụp lên cho bạn biết thu phí nhiều, có yêu nước không? 3 triệu. 3 triệu. Không, biên lai thu phí đường bộ 3 triệu nha các bạn. Cái này theo xe hay theo không xe ta? Nè, công ty đàng hoàng nha bạn. Không, công ty đàng hoàng, xe tôi đứng tên công ty à. Chứ không bao giờ tôi đứng tên cá nhân cái xe hết á. Không hợp lý. Dân làm ăn mà. Đó, rồi lại gì đây? Cái này là việc phát hành hóa đơn điện tử gì vậy? Kiểm định, à kiểm định 340. Kiểm định là 340 mà khi kiểm định đóng phí luôn mà. Vậy là cái xe này chắc nó không bị phạt nguội ha. Nếu mà phạt nguội ra kiểm định chắc hốt luôn gì đúng không mày? Thật sự cuộc đời với chưa giờ đi kiểm định đó mà. Mình mua xe chứ mình xe mình ta đi kiểm định không à. Mình chỉ biết chơi chơi thôi. Thì bây giờ là bốn loại giấy tờ nha. Bốn loại giấy tờ công an chắc chắn sẽ hỏi bạn. Đầu tiên là cái tờ phiếu kiểm định nè. Cái kiểm định là cái này. Nó sẽ có ngày khi mà xe mới được năm hai ba, khi xe mới được 2 năm hay gì đó. Rồi xe cũ từ từ nó còn 5.5 gì đó, đại loại không rõ. Mà biết là cái tờ kiểm định này, tức là cái kiểm định để làm gì? Là xác định cái xe bạn nó chạy ra ngoài đường nó phải lưu thông, nó phải đủ tiêu chuẩn về mặt khí thải, về mặt phanh phánh rồi tất cả mọi thứ nó chạy ok, không có đụng người, không bị sụp tắt máy giữa chừng gì dạng vậy. Nhưng mà nói về kiểm định, Duy Nguyễn cũng rất là ngạc nhiên tại sao Duy Nguyễn ra đường thấy rất là nhiều xe nằm đường. Đúng không bạn? Cái gì nó cũng phải có lý do của nó hết á. Nếu mà xe kiểm định tốt, tại sao mà tôi đi chạy xe vào đường quốc lộ 1 á, một cái thật sự mình nói là mình chưa thấy nước nào giống nước mình á thì nó hơi vô lý. Tức là những nước giàu hơn nước mình nha. Nó không có cái hiện tượng mà cái xe mà nó chạy ra ngoài đường quốc lộ 1 xong rồi nó dựng cái đầu nó lên, nó đi ăn cơm hay nó đi đâu đó không biết nữa, đậu đó đó, đèn nhấp nháy kẹt xe cá nồi kệ tụi bay. Nó ngộ lắm bạn, nó kỳ lắm bạn. Không bao giờ có hết á. Đó, mình đi ra nước ngoài á, mình thấy á những cái xe đó, tao nói là muốn ăn thì lăn vô bếp mà muốn chết lết vô hòm. Nó muốn bị á thì nó nằm trong cái len mà đường cao tốc nó có đó bạn. Cái len cấp cứu á, cái len mà len nó trong không cho chạy đó, nó vô đó nó nằm. Rồi nó muốn sửa thì nó sửa hay nó cẩu gì nó cẩu. Đằng này nó quất đường có hai len nó quất luôn len, nó nằm đóng mà không phải một chiếc mà là nhiều chiếc. Xong rồi cái gì, cứ nói là xe chắc xe bị hư, xe tải gì nữa, dựng cái đầu lên sửa biết sửa cái gì nữa. Ủa vậy xe đi kiểm định sao kỳ vậy? Đó. Rồi xong thêm cái nữa, có những chiếc xe mà khói nó bay mịt trời luôn. Trời ơi, ở cái cầu Lò Gốm, hồi kỳ trước chị thấy cầu Lò Gốm chiếc xe bus hay chiếc xe gì đó, nó chạy nó lên dốc các bạn.
khói nó bay dụ như trái nhà vậy đó, nó bay mịt trời mịt luôn, tôi cũng chả hiểu thật sự. Cái điều đó làm gì? Rất là nguy hiểm cho môi trường. Nó thể hiện một cái gì đó nó còn thấp. Đó, thật sự là vậy, đó là phải kiểm định. Rồi, kiểm định là phải có nha các bạn, một tờ để đây. Chừng hồi quên, đây. Rồi bây giờ tới hai loại bảo hiểm. Đây, bảo hiểm nhà giàu với bảo hiểm nhà nghèo. Đó, bảo hiểm nhà giàu là bảo hiểm mà mấy chục triệu đó bạn, bảo hiểm đó không bắt buộc nha bạn. Nhưng mà văn minh chạy xe phải có bảo hiểm đó. Còn nếu mà không thích mua bảo hiểm đó, đó thì chạy xe đụng người ta phải có tiền đền. Đó là văn minh. Chứ một cái điều mà Duy Nguyễn cảm thấy ở Việt Nam này nó cũng hơi bị méo méo một chỗ đó. Là một đống người chạy xe không có bảo hiểm đó. Bạn ra đường mà đụng người ta xong bạn dậy. Khổ lắm. Nhà em vợ đẹp con đau. Em khổ là em làm này làm kia em có tiền anh ơi. Không có tiền sao chạy hổ báo cáo chồng với ba. Không có tiền ba chạy overmile luôn. Nó xong rồi ba chạy lấn lên, ba chạy lặn lắm mà đụng vô người ta cái bon rồi xong rồi ba không có tiền. Mà chưa kể cái đó còn đỡ nha. Xong rồi xuống xe đóng cầm đùng cầm ba toan cái. Ê chạy xe đi đứng cái gì vậy? Đi đứng cái gì vậy em? Nó kỳ lắm mà. Nó cũng là một cái gì đó nó không được đẹp lắm trong xã hội. Đúng không? Nên quan điểm của Duy Nguyễn ở chỗ á, bây giờ nói về bảo hiểm nhà giàu là cái bảo hiểm mà thân vỏ này nọ kia thứ đền xe cho người ta đó. Là cái bảo hiểm đó mình nếu mình không mua, bà có quyền. Tao giàu quá tao không mua. Giờ tao ra đường tao lâm cục đèn cái xe tao mất 1 tỷ tao bỏ tiền tao sửa. Khỏe, ai nói gì đâu. Hoặc là tao lỡ đụng xe này. Tao mua mày con mới luôn. Đó là khỏe, đúng không bạn? Chứ bây giờ ví dụ như giờ Duy Nguyễn chảnh lên. Duy Nguyễn không mua bảo hiểm hai chiều thân vỏ cho con này. Xong rồi Duy Nguyễn quay Nguyễn búp này cái bùm cái nó móc cái đầu 200 triệu. Rồi đó thì sao? Rồi đó là sao? Thằng kia nó chịu không? Đúng không? Nên cái đó là cái mà thật sự nó cũng nói chung trong một xã hội này khi mà bị tai nạn rồi bạn thấy nó kỳ lắm mà. Tất nhiên là cái đó là cái vấn đề lớn của xã hội, mình không thể nào mà thay đổi được. Mình chỉ làm cá nhân thôi, còn kia là quá trời bao nhiêu con người. Mỗi người ta sẽ có lý do của riêng mình, nhưng mà cho dù lý do thì chăng nữa nó cũng rất là méo mó và rất là kỳ. Giờ mang ra cảnh người này năng nỉ người kia năng nỉ người nọ để làm gì? Cái xã hội văn minh là sao? Là hai xe đụng nhau, hai chủ xuống quán cà phê ngồi nhau rồi tập gym THL hả? Được, tao không tập đó, mày tập cái nhánh nào? Bình Tân. Rồi xào quá tao quận 7. Rồi hai bảo hiểm kia tự lo nhau, tao ký tên thôi. Theo các bạn nghĩ là những cái điều Duy Nguyễn nói, ở trên hành tinh xanh này có xã hội nào có hay không? Hả? Mà các bạn có thích cuộc sống như vậy hay không? Đó là điều mà Duy Nguyễn nói về bảo hiểm nhà giàu á. Còn bảo hiểm nhà nghèo, cái bảo hiểm nhà nghèo là bảo hiểm bắt buộc nha các bạn. Bảo hiểm nhà nghèo thì nó có mấy trăm ngàn thôi. Cái xe này bảo hiểm nhà nghèo nó có mấy trăm ngàn. Cái bảo hiểm nhà nghèo là bảo hiểm dân sự bắt buộc. Ví dụ cái trường hợp đó bạn chạy ra đường bằng lỡ mà đụng thú cưng, mình chỉ dám nói thú cưng thôi, thì bạn đền thú cưng đó 100 triệu tối đa. Wow. Nhưng mà không biết ngân hàng bảo hiểm nó chịu không nha. Trên lý thuyết là như vậy đó. Tức là cái bảo hiểm đó khi mà bạn ra đường bạn gây tai nạn cho người ta thì cái bảo hiểm nó lấy tiền nó đền cho người ta với số tiền tối đa cho một phi vụ là 100 triệu. Cái bảo hiểm này là bảo hiểm bắt buộc, bạn ra không có công an hốt bạn liền. Khi mà công an hỏi bạn bảo hiểm, tức là người ta đang hỏi bảo hiểm này, chứ người ta không hỏi bảo hiểm này. Còn nếu bạn muốn chơi show hand luôn đây. Đó, nói mình chơi show hand luôn là mình chơi đây hai cái. Còn thêm cái nữa. Nhiều khi á phạt cái xe này của Duy lôi vô bị tội quá tốc độ hay gì đó không biết. Cái gì mà nói bảo hiểm thì trong xe đó đồng chí, thật sự không lẽ giờ xe này chạy gì không có bảo hiểm. Không, nó cũng hơi ấy đúng không? Thường thường mấy cái xe này bảo hiểm phải đi một cặp chứ, còn thằng kia bảo hiểm chắc có một cái. Cặp luôn hả? Ghê vậy. được. Đó, nên nhớ nha, bảo hiểm bắt buộc là có bảo hiểm rẻ. Là hết hạn bạn cứ mua có mấy trăm ngàn thôi. Đó, rồi có bảo hiểm mà cái kia là bảo hiểm nhiều cách kêu lắm. Bảo hiểm tự nguyện nè, bảo hiểm hai chiều nè, bảo hiểm thân vỏ nè, bảo hiểm tài sản nè, nó kêu cái gì cũng tùm lum hết á. Đó, nhưng mà Duy Nguyễn chỉ dùng chữ là bảo hiểm nhà giàu. Tại vì bạn mua bảo hiểm này khi mà bạn có tiền bạn mới mua đúng không? Bạn đâu dại dột bỏ ra gần 100 triệu năm bạn mua bảo hiểm đó. Trong khi 100 triệu đó bạn không làm gì chơi bạn tức không? Mà tới hồi bạn đụng xe cái nó lại không đền bạn phun máu không? Nó. Nhưng mà đó là những cái cung bậc cảm xúc mà chỉ có người trong cuộc, người đã từng trải và người có dư tiền người ta mới hiểu thôi à. Đó là mình kết thúc là câu chuyện bảo hiểm ở đây đó. Hai loại giấy tờ là ba loại rồi nha bạn. Ta thấy không? Đi cái xe ra đường thôi à. 6 loại giấy tờ. Cái bảo hiểm này không bắt buộc còn 5 loại. Còn 5 loại nha các bạn. Chúng tôi chứng minh cho bạn họ đủ luôn nè. Rồi còn cái này nè, mấy thằng này trên online nó hay cà khịa mình lắm.
hy vọng tụi nó không coi được clip này. Đây, đây là cái giấy tờ sở hữu xe. Cái tờ sở hữu xe cũng công ty đứng tên thôi, mình không có ngại bạn. Xe mình công ty đứng tên, mình nó công ty đứng tên thôi, ngại ngủng gì. Đó, không có gì phải ngại vậy. Đó, mình giám đốc, đúng không? Mình là giám đốc. Tại sao xe công ty đứng tên được? Tại vì mình hơn người ta một cái là mình có công ty, đúng không? Nhưng này sao đứng được? Nhưng nhân viên của nó chỉ có cái nhà thôi, xe nó đứng tên đó, đúng không? Mà xe của nó đứng tên mà cái thằng khác chạy sao rất là phiền. Wow. Đúng không? Đúng không? Đúng không em? Đúng không? Còn ví dụ như xe của anh đứng tên em muốn chạy, ủa xe của anh công ty đứng tên em muốn chạy chạy, ok thoải mái đó. Đây, đây là Việt Nam mình nó kêu là cái cà vẹt xe, còn cái giấy tờ nó kêu là cái gì ta? Giấy đăng ký xe, sử dụng xe hả? Chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trời dài vậy. Không, chứng nhận đăng ký xe ô tô. Đó, rồi còn tiếng Anh đó thì nó kêu là cái title xe. Không. Đó nên mình nhiều khi trên chương trình livestream của mình cũng hay dùng, đã chết bụi quá. Dùng cái chữ là title xe. Bạn đi xuống trình công an, tối thiểu nhất phải là ba loại này đi theo xe. Ba loại bỏ đi cái bảo hiểm tự nguyện nha. Nhưng mà còn thêm hai cái nữa bạn. Hai cái nữa chứ không phải hết đâu. Một là cái bằng lái xe, cái này không có là chết á. Cái này không có là nặng luôn á. Đó. Rồi cái thứ hai á, căn cứ công dân, một đống giấy luôn không? Mà thấy không? Tôi không biết là ở Việt Nam này có phải là quốc gia mà sử dụng nhiều giấy tờ nhất hay chưa. Tại vì mình chưa đi hết nước, mình chỉ đi những nước giàu Việt Nam thôi, những nước nghèo Việt Nam chưa đi nước nào. Wow. Cái đó là nguyên tắc của mình, mình đi giàu, học hỏi, không đi nghèo. Đó. Mà mình thấy một đống giấy tờ này mình cũng ngợp luôn bạn, trong cái bóp toàn giấy tờ không có gì hết trơn, trời không có tiền. Đúng không? Mấy em có thấy nghịch lý không mấy em? Bây giờ trong bóp cho em giấy tờ gì cũng tiền nữa. Nhưng mà nó đi thì nó cũng nó lại nó có lý do. Thật sự mình thấy cũng có lý do là như vậy. Thí dụ như ở Việt Nam nó như vậy thì bạn ra đường bạn chạy xe bạn bị phạt, bạn không có tiền đóng thì người ta lấy giấy tờ bạn mà phải đóng. Đúng không? Đúng không? Còn ở những nước ngoài á là không có, người ta quản lý bằng số Social Security hết. Tức là cái số đó là nó liên kết với nhà bằng ngân hàng tất cả mọi thứ. Mà những cái vấn đề mà dính tới pháp lý là bạn phải trả. Bạn không trả thì bạn bị cái thẻ giống thẻ vàng vậy đó. Mà khi bạn thẻ vàng mà không sinh hoạt được trong cuộc sống. Đó là cái lý do bắt buộc người ta phải tuân thủ và người ta phải chịu trách nhiệm khi mà đóng tiền phạt. Giống như bây giờ bên Mỹ, các bạn chạy xe ngoài đường các bạn bị phạt đúng không? Công an sẽ không lấy cái gì của bạn hết. Công an vô, how are you, bạn bắt tay vài cái rồi goodbye, see you again gì đó. Rồi thằng kia nếu mà nó nói nó thoải mái, nó happy, nó ký vô cái ticket đó, nó ký vô nó đi nó đóng phạt. Còn nếu mà nó không phục đó, thì nó là see you tại tòa án, là code gì đó. Đó vậy thôi à. Đúng không? Nó tức là khi mà gọi là người ta quét drive license của bạn ra thì người ta sẽ làm hệ thống điện tử là bạn cái xe này nè nó bị lỗi này trên cao tốc này trên này số tiền phạt bạn dày, rồi ký tên để cặp vô chứng nhận buổi làm việc, xong ông phục không phục cãi ông phục quá thì đi đóng, ông phục không cầm ra tòa đó, hiểu chưa? Nếu mà cầm ra tòa mà cãi bậy đóng nặng hơn nữa đó. Còn nếu mà phục quá thì ok được, ông hít chuột cạch bạch rồi xong rồi về khỏe, không chỉ xe đời hết đó. Đó là một cách giải quyết rất là nhanh, lẹ, gọn nhẹ, thông minh, khoa học và đẳng cấp. Video xin khép lại đây, các bạn đã theo dõi tỷ nha. Móc đường ao. Hay thì mua súp đi ba. Lai xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.